Tình xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Chào cả nhà chơi. Chào cả nhà nha. Đó, giờ tiền. Chào cả nhà. Đây khai trương tay lưới mới mình mới bắt cái nhà ơi. Này ra sông lớn nha. Cái này lưới mấy phân gì cha? 7 phân. 7 phân. Đó, cái này là tay lưới là hổng nghe là cha làm á nghe cả nhà. Dạo nó dài gì dữ lắm luôn á. Dạo dài nhiêu cha? 3 mét rồi. Dạo dài tới 3 mét luôn hả? Ừ. Đó, cái lỗ lưới nó rất là to luôn á cả nhà. Cái tay lưới này là chỉ ra ngoài sông lớn á để mà thả thôi. Này làm mấy ngày cha? Bắt đầu 3-4 ngày gì đó. Bắt lâu lắm. Cái vàng chì kìa. Vàng chì này là vàng chì khủng nha. Nãy cái gì cha? Tỏi, tỏi. Tỏi nha. Ừ, thả dài sao cũng ngớ đúng không? Ừ. Ghe đó là ghe người ta lấy cát đó cả nhà. Cái lòng sâu của nó rất là sâu luôn. Cái múc của nó xuống mà còn phải xả ra nữa. Đứt quay luôn hả? Dương Dương cầm nón cho em ba đi Dương, để hỏi nón ba đi Dương. Ở dưới này là cha cũng bắt cái vàng chì nữa đó cả nhà. Có cái vàng chì nữa nha. Đó. Thả vậy đó. Cái này mấy lớp hả cha? Đúng 3 màng. 3 lớp ha. Ừ. Ở một khúc là nó có cái vàng chì, ở một khúc là nó có cái trọng chì đó nghe cả nhà. Để giữ lưới mình lại hả cha? Cho nó chìm xuống. Đây con cầm nè cha. Cầm rồi. Lâu lắm rồi á là cha con tiện mới ra sông lớn này lại đó cả nhà. Nhìn xung quanh này ha, nước không à mà nhìn rất là lớn luôn. Cái này nó giống như là biển nó đánh gì đó, sóng nó gợn 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 luôn hả Dương? Bay xuống tắm biển đi Dương. Cái này thì mình khai trương cái tay lưới này đầu tiên nghe cả nhà. Cha Tiền cũng đang bắt thêm một tay lưới ở nhà nữa, nó cũng gần xong rồi đó, nhưng mà mình thả trước đừng coi cái dạo nó như thế nào, đang cha chỉnh sửa lại nha. Lưới này nó dài không cha? Cái chiều dài á. Sao mấy thước? Sao mấy thước hả? Ừ. Sao mấy thước vậy là cũng dài lắm đó cha. Bị bắt dùng. Bắt đụng á cá nó mới đâm mạnh vô cả nhà, nó không bị văng ra. Còn bắt mà căng quá thì cá nó sẽ bị dội ra ngược lại, nó không có dính nhiều như mà cái bắt dùng này. Buổi sáng ở đây là đa số là ghe cào nè, với lại mấy chú thả lưới đồ rất là nhiều luôn. Cỡ này vô mùa cá gần Tết đó cả nhà, cho nên là đa số ai cũng tranh thủ hết. Ủa cái dây đó ở đâu vậy cha? Phao. Nãy con thấy hai cha con chú kia cũng thả lưới giống như gan mịn cha. Ừ. Chắc mẹ tao thả lưới đó dữ lắm. Cái này vô mùa hả cha? Đây tới Tết, qua Tết luôn. Thường thường á là mình thả lưới này là khoảng bao lâu mình mới thăm? Khoảng có tiếng ngoài 2 tiếng. Tiếng ngoài 2 tiếng là mình thăm được ha. Ừ. Tự nhiên cái cả nhà chứ nó không có mà giống như cái lưới của mình mà mình phải buộc vô cây này kia kia nọ. Này mình thả mình để đại dưới sông luôn. Mình không có sợ dùng gì hết trơn. Này nó trôi theo nước. Này kêu bằng lưới quét. Lưới quét hả cha? Ừ. Hồi mình thả đây hồi nó xuống dưới hay gì? Ừ nó trôi. Nó thả xuống trôi dưới đâu nha. Nó trôi cỡ nó. Chừng nào mình cuốn. À.
này giống như là nó tự kéo lưới vậy đó. Rồi đợi khoảng tiếng đi, tiếng đồng hồ nữa ha. Ừ, tiếng cho nó lâu chút. Dạ. Đây. Đưa cái gầm á. Đây. Nước nó đánh quá trời đánh, dưới sóng nó giận cả nhà. Cái này là cầu máy mà chạy á, bơi là bơi không nổi đâu. Mình thả thì được chứ mà bơi là bơi dễ gì nổi. Rồi mình bình theo chút tiếng hồ hả Quốc, cho nó trôi đâu nó trôi. Bữa nay quá gió, gió quá trời gió luôn. Là cũng được tiếng đồng hồ rồi đó cả nhà. Giờ là Tiền với lại cha với Út Dương với ba sẽ thăm lưới luôn nha cả nhà ơi. Đó. Hồi nãy là cái lưới của mình đó, nó nằm qua cái chiếc mà cái ghe mà lấy cát đó nữa đó. Là tuốt mẹ chảnh luôn. Đó, rồi bây giờ là nó trôi dạt xuống tới dưới này luôn. Lấy cái bao hay gì cha? Đưa cái thao đi, chắc này gió quá. Thao hả? Ừ. Trời, nó cho dạt dạt xuống dưới này. Giờ Tiền với lại cha giúp Dương sẽ hâm dài vô trong đó nha. Đó, mình kéo lưới lên từ 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 từ. Để con kéo một đầu cho cha, kéo một đầu. Gỡ lục bình ra luôn. Bé lái. Gió quá trời gió luôn á cả nhà. Không biết tình hình sao đây, lưới mới nữa. Sao thấy không có nhúc nhích động tĩnh gì hết. Rồi con cá gì nè. Nhớt không nè. Sức đâm lưới luôn ơi, nhức. Nhức nhọt. Cái nhọt kìa. Gách lưới không cha? Chắc gách rồi nó mới nhức nhọt á. Cái gì nó đâm lưới á? Không biết cái gì, không biết nữa. Nặng không cha? Cái này cũng hơi nặng. Nước cũng chảy. Nước chảy quá trời chảy. Ồ sao không thấy con gì chưa hả? Im ru và rù. Gió quá trời gió luôn. Quá gió, khó làm ăn. Quấn cái qua thao lại. Cá gì chắc bự quá cha ha. Cá gì không biết nữa. Nó đụng lưới nhớt nhọt luôn. Nhớt nhọt, bể lưới. Ôi, cá bự mà ơi. Ui, vô mảnh rồi. Khoan. Bỏ nó lên cha ơi, bỏ nó mới được. Trời ơi, con cá cóc. Ôi. Chạy dữ. Đó kìa. Nghe chưa? Đó. Rồi nó kêu ốc ốc ốc. Quắn à, từ lưa hết trơn. Trời ơi. Con cá hồi nãy nó cũng bự lắm á cha, nhớt nhọt luôn. Cá nãy cá gì? Cha nó quắn lưới ở đây à. Cái này sao gỡ được ta? Để trên đây tao gỡ cho. Cha gỡ đi nha. Để đâu? Để đây nè. Vô mánh rồi cả nhà ơi. Tại lưới mới nha. Lưới mới. Ôi. Cái chừng cái kỳ của nó nhỏ lắm á. Một ngày sao gỡ xé lưới luôn. Xé luôn đi ha. Ừ. Xé đi, cái nào mắn xé. Sợ nó tụt đi quá. Trời cá ơi. Cái kỳ nó mạnh lắm đó cả nhà. Nó có ngăn cưa đồ đó.
bự con luôn, bự hơn con miêu con dương luôn. Con cá bự này cả nhà. Để đây đi. Cái thao cha lấy rồi phải không? Có lấy cái thao mình để cái thao mình gọng. Thao cũng lớn rồi. Dịnh nó dương, dịnh nó đè nó lại. Quá trời vô mánh rồi. Này chút mánh rồi em ba ơi, cá này là đủ vốn lớn rồi đó. Đủ không cha? Cả nhà ơi. Đủ vốn không cha? Rồi ta lớn tới gần 500 ngàn rồi. 500 ngàn vậy là chưa đủ. Chưa đủ đâu. Cá này chắc không biết nhiêu ký nữa, cá cóc giờ không biết nhiêu ký nữa. Dương phái rồi. Hai bàn tay tiền ảnh lên mà còn không giáp nữa nè. Ôi. Cá gì vậy, cá cha gì cha? Cá cha. Phải không? Không phải, cái này giống cá hú à. Cá hú gì vậy? Cái tàu nó kêu á. Đang cho người ta né nó. Chưa, để chị bà lấy cái phan ra được không? Út Dương đứng lại đằng chỗ đó đi. Rồi nè, thảy thảy nó vô. Ờ. Đó. Lấy cái đuôi nó lên cho chị bà. Quá ừ, trời. Để giờ cái phan ra đặt. Nè nè nè, thấy giờ. Thấy giờ. Rồi rồi, cha thảy vô luôn đi. Giờ miếng dán ra đặt đi. Né ra Dương. Ừ, kéo luôn dán rồi. Quá trời rồi. Xúc vô là gặm nó lại mới được. Để cho nằm, để vô miếng nước. Vô, trà Vinh. Trà Vinh. Nè Dương ơi, chuyện này là đẳng gì cho ba ơi. Cái lẹm gì của cha. Hò phao quá cả nhà. Cho nước vô gặm. Im nữa hả cha? Im ru. Có thôi nhiêu đây là cũng đủ vốn rồi. Đủ vốn đi buôn rồi. Cá bự ốc nổi luôn ta ơi. Vô lưới nó nhảy nó quấn. Xé lưới luôn, mới đầu tiên xé lưới thấy mừng hả cha. Tại xé lưới được rồi. Xé lưới là mừng đó cả nhà, là dính cá bự mới xé lưới đó. Còn không xé lưới là không có dính. Vô mảnh rồi. Sao em gu nữa rồi. Mới đây mở chậu xuống dưới này khúc nữa nè cha. Vô vô. Con cá gì nữa kìa. Ôi ôi, nó dính là nó quắn coi nè. Ôi ôi. Đã quá. Giống cái hú nữa cha. Ừ giống nó quá. Bữa nay là đi hên quá em ơi. Ra sông lớn hên quá à. Mà cha tiền cũng vậy cả nhà, hồi năm rồi cũng vậy nữa. Khai trương lưới mà thả lưới cá rảnh đó cả nhà, đi ra sông này cũng vậy nữa nè. Dính dữ dằn luôn. Lưới mới nó nhạy dính đó cha. Mới thì nó nhạy hơn cái cũ. Cái lưới này mình thả rồi là nó muốn trôi đi đâu nó trôi cả nhà. Chứ tại vì cái thả mình đâu có làm giống như cái lưới kia mà cặm cây rồi mình văng đầu này văng đầu kia đâu. Có hú sông trắng phiếu. Đâu rồi con cá he. Cá he kìa. Thì cá này một kho lạc hết sảy luôn. Xé lưới nữa. Dính đâu có biết đường đâu mà gỡ, xé không. Bởi vì lâu lâu là tốn tiền mua lưới mới hoài.
Thế ba, cá hè này ba. Bằng bự hơn bằng tay tiền luôn cả nhà. Út 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 út. Ui cá hè nó kìa ba ơi. Có không? Kìa nó giận giận lên kìa, nó giận giận lên kìa cha. Biết cái gì không biết. Bắn rồi, xe luôn rồi. Xe viền luôn. Cá vô đếm. Vô đếm, vô đếm. Rồi cá vô đếm hết ú nu rồi kìa cha. Cá vô đếm mà nó lụng có một khúc vậy đó cả nhà. Chứ nó không có dài. Bẻ gạnh luôn. Cá này biết đường sao rồi đâu gỡ ta. Xe nữa. Cái lưới này là dính cá bự không mà cả nhà, chứ không có dính cá nhỏ nha. Tiền gì đó cả nhà. Đó. Dính cái gì cái gì thì gỡ rồi. Trời vô. Rồi cá vô đếm hết sức rồi. Nhớ cú chót nữa coi có con gì nữa không. Tới đó là tới phao đó là hết rồi đó nghe cả nhà. Tại hôm nay là thả có một tay một à. Mà khai trương lứng đầu tiên thì được vị cá là giống như là cha người ta luôn rồi. Vô mánh, vô mánh. Ôi, rồi hết, hết. Dư xăng rồi đấy em ba. Cha chạy hay con chạy? Chạy chạy đi. Con chạy luôn ha. Trời. Giờ đi về nha. Hành quả là rất là im luôn. Biết. Có hết. Tôi lấy vốn tôi lớn rồi lại chứ. Về bán luôn chứ ăn gì hết đi bà. Hả? Bán tiền chữa cốc rồi. Chữa cá cốc ăn à. Bán cá cốc là thím bà mới thím bà cự liền đó Dương. Bán cá cốc là thím bà mới cự liền đó. Bán cá cốc cho mua lại. Mua lại đây thím bà mất mắt xíu. Bởi vậy mà bán là mình mua lại mình vứt liền đó Dương. 200.000 ký đi. Nha. 200.000 ký bán cho thím bà. Cá cóc nhỏ nhỏ thì cũng 50-60 ngàn hả ba. Cá khoảng ký 2 ký thì nó chắc ký cho lại cả trăm ngàn. Nửa ký cho lại rẻ ha, còn bự lên nữa thì nấy nha. Mà cá này nó xương không chứ bộ. Xương chứ vê không đó. Xương này cá này bự rồi dễ ăn lắm. Là xương bự ha. Mà cái rẻ nó ngọt ăn cả luôn. Để hồi về mình cân còn cá cóc lên mấy ký. Quá trời lục bình này. Cố lên. Cố lên, đừng mắc kẹt nha. Nãy
bình quá trời lục bình này. Thỉnh cái đó được rồi đó. Đúng rồi. Cái nữa là ga rồi. Hên quá, hên quá. Hello, bé Nhi. Học xong chưa? Học xong chưa con? Vậy hả? Bà ngoại đâu rồi? Chứ ngoại mừng cá bự này cầu đi. Cá quá trời cá luôn rồi Nhi ơi. Ngoại ơi, ngoại lấy thao đựng coi. Mẹ ơi. Con nói ngoại đi đâu? Yeah. Con quả dế sao? Ôi thao đây. Đừng cá bự nghe cả nhà. Quá. Dịch như này. Ôi ôi con cá Dương ơi, mà hồi chị cho con ôm nó một cái. Này. Được không? Từ từ em ba ơi, nó nhảy một cái nghe em ba. Đó. Lên. Trong đi. Rồi, chắc ăn rồi đó. Lấy căng đi. Lấy cái căng ra căng thử coi coi nó bao nhiêu. Căng kìa, căng kìa. Nó nhảy hết lên. Trời. Mang cá này chắc tiền đi bán cả nhà ơi, còn cá này thì chừa lại. Khai trương đầu tiên mà. Mấy ha, vậy đi ha. Gùng gùng. Mấy ký vậy? 3 ký. Một, một, hai, ba. Ba ký ba, năm châu. Ba. Ôi, thộn cá nè. Ôi. Để nước vô em ba. Xịt vô. Một con cá vô. Quá trời luôn này. Thôi xịt nước vô cái. Cho nó xếp xếp miếng nữa đi em ba. Để cho nó thở á. Nó cho nó đầy đầy đi cho nó thở. Mỗi thộn cá. Vậy bằng cái đồng tiền á. Rồi hai cá hú cả nhà. Con cá vô đếm. Hai cái he với cái mì dinh. Đâu, đây mấy bà ngồi xuống rồi. Còn với mấy bà hình mới nổi luôn á, con cá á. Con cá ha. Đó. Ôi rồi. Chạch miệng tới giờ chi trời. Thôi để đi vô đường hỏi có ai mua không? Kêu ra mua hết bà. Mua cá này bán bớt đi, chứ nhiều quá ăn đâu có hết. Trưởng cá này lại thấy cha. Bán ông nó bán cái đó ông xỉu à. Ừ, trưởng cái đó là đi. Bán cá này là xỉu à. Ông nó bán thì không ai dám mua chứ. Rồi bây giờ là mấy cô á thì cũng thông báo cả nhà cái mua cá thì lại mua á. À, giờ thì mấy cô cũng lại giờ tiền sẽ bán nha. Rồi cá đi. Cá hú với cá he mấy cá này. Cá he 80 ngàn ký nha. Còn hai mấy cá này á thì mua cái gì đếm rồi mua hả? Chúng em lấy cá này hả? Cá này thì 50 thôi. Căng. Ừ. Thì có cái hú mà em có cái bọc nào bự bự xíu không? Có mua cá dù đếm mà bà. Cá dù đếm hả? Rồi để lên. Cá hú ăn đi. Không. Bà không chịu ăn cái hú mà ăn cá dù đếm. Máng đây đúng không? Ừ, máng đâu cũng được. Đây. Này 1 ký 1 ký 1 2 3 ký 3. Này 50 ngàn ký. 15 ngàn nữa là 65 ngàn. 65 ngàn. Bắt cái heo luôn không Năm? Cần con thôi mày. Hai con luôn đi. Những cặp của người ta. Hai con luôn đi. Hai bà này con đi. Bà này có hú không? Nhiều quá ông hết. Cái gì nữa? Cái mày Vinh. Cần cá này hả? 6 cái heo. Ngon để lại cái heo cho bà. Những cái heo ngon lắm. Bà mua cái dù đếm mà bà. Ký. Ký nè. Ký này của bà này 50 ngàn. Của bà Út rồi. Bà Út tính mua dừa đếm hả bà sao? Thì trong quảng cáo có dừa đếm ngon lắm bà nói ừ gì hả? Đếm bà mua rồi. Rồi đây cô bố Út 50 không có tiền thối nữa, không có tiền thối nữa để bà này lắc bưa rồi. Thì thối chút thối nè cái tay này nè cái tóc căng cái hết năm luôn đi chưa đây đưa lên cái này mới đi chết rồi ta chết à trời nó chết rồi. Này 400 gram. Hả bên cái ngon. Nửa ký thì nó 40 ngàn phải không? Ừ. Bớt nghe 8 ngàn. Này 32 ngàn. Này 80 ngàn ký. 32 ngàn, cái này 32 ngàn như 30 ngàn thôi. 30. Rồi. Nè, 30. 30 chứ hồi nãy là 65 phải không? Là 95 ngàn. Còn cái này nó đi 100 ngàn.
Ngon. Này dần lứa ấy gì lắm nữa nha. 65.000 nữa. 65.000 nữa phải không? Ừ. Rồi. Thôi cho bà đó 50 đi. Thôi bà Út 50. Chúc đây. Chị cho 65.000 nữa nha. Cảm ơn em Năm. Dạ. Rồi cảm ơn em Út. Cá này về có lạc. Tới mùa nấu chua đó không có rồi. Vậy hả? Ừ. Không ăn có hú mà sao? Không ăn cái dầu đém ngon hơn. Vậy hả? Phái dầu đém rồi. Rồi bao nhiêu là mà... Rồi còn ai mua nữa không? Rồi đây rồi về chồng thông báo ai mua ra mua coi. Rồi thôi giờ thì tiền cũng chừa lại con cá này cả nhà, để hồi chương tương bún tàu cho gia đình ăn á. Đó thì ở cá này ở đây thì để nữa coi có ai mua lần mua nha. À, bác Út 50 với cái kia 95 nhân 100.000 nữa đi cũng được 150.000. Nó được trăm mấy nè. Cha. Cái này nữa thì đủ tiền cà phê rồi. 50 nữa thì 200.000. 200 nổi cá này không là 3 kg nãy 3 kg 50 quá cả nhà. Trời ơi. Nè, đây trả cho cha nè. Đó. Bán hết còn được 200 mấy nè. Đã chưa lấy vốn tiền lớn. Lớn ông nhiêu? Lớn là gần 500. 500 đủ vốn rồi. Là tay kia nữa là 1 triệu thôi, thả cho vài chục lần nữa đi. Lấy vốn. Nó. Nó cá này nè. Cá đó con kho này cá gì? Lớn đi. Bự không khen. Bự không? Nè miêu. Ôi, miêu sợ luôn. Quá dạ. Mẹ được con cá cóc bự cho bán luôn nè. Đâu? Ồ cá này cá cày ông ơi, cóc ở đâu? Cá cóc nó dài, cá cày nó bè cái gì nè. Cá cóc ốm nó dài vậy nè, còn cá này là nó cày, nó bày nó bè vậy đó. Cá cóc nó vuông vứt gì nè, tròn hơn nó tròn. Rồi cái này dẹp với cái đầu của nó cũng khác nữa, nó dài hơn quá. Cái đầu nó dài hơn nè. Vậy cái này cá cày hết cha, mở ta có cái gâu nè, mở có cái gâu nè, cá cóc đâu có. Nãy mừng quá nó cá cóc, thằng kia nó cá cóc không mà cái da nó gan cá cóc luôn. Cái dãy của nó bự hơn con cá cóc đó. Đây nó giống vậy đó. Cá cóc dãy nhỏ hơn. Dãy nó tròn. Ồ vậy là lộn mà cả nhà, xin lỗi cả nhà. Cái này là cá. Cái này là cá cày chứ không phải cá cóc, mà lần đầu tiên thấy con cá này luôn, tưởng nó con cá cóc tại vì nào giờ đâu biết cá cày. Hôm nay thì đi ra xong với cha là bán cá được 230 với lại được con cá cày này bự ngay cả nhà, để mình sẽ để ở nhà chưng tương với lại bún tàu để mà cho gia đình ăn nha. Đó, thì video của Tiền cũng đã dài rồi. Cảm ơn cả nhà lúc nào cũng luôn quan tâm theo dõi video của gia đình Tiền nha. Còn bây giờ xin chào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.